Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 142 của bộ truyện Tiên Hiệp Đặc Sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ cho Khánh Duy để duy trì kênh bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Theo Bước Chân Diệp Húc, tập 142, Độc Bộ Thiên Hạ ngay sau đây. Tiếp theo tập trước, lại nói lúc bây giờ Diệp Húc liên tục bay ra mấy trăm ngàn dặm, thấy Lý Long Xương, Thủy Chung vẫn không có đuổi kịp. Lúc này hắn mới dừng lại, nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vận chuyển bàn vương khai thiên kinh chữa trị tổn thương của thân thể. Trong lòng của hắn không khỏi có chút vui mừng. Hiện tại cấp bậc thánh chủ ta cũng không phải là không có chiến lược để chiến một trận. Ta nếu như muốn chạy, thánh chủ tế khởi cấm bảo lên cũng không thể lưu ta lại được. Thậm chí ta đem hai loại ấn pháp này kết hợp lại, có thể đánh lén được thánh chủ. Hắn có chút tự đắc, Diệp Húc tu luyện tới nay, thời gian tuy chỉ hơn 20 năm, nhưng thành tựu cũng đã có thể dẹp ngang được những lão quái vật tu luyện mấy trăm, mấy ngàn, thậm chí là 2-3 ngàn năm. Thực lực của hắn có thể so với nhân hoàng, gần với thánh chủ. Loại thành tựu này, tuy rằng nói trước nay chưa từng có người nào tương tự, nhưng trong lịch sử cũng có thể được sắp xếp vào hàng nhân vật thiên tài. Theo ta được biết, trong lịch sử có không ít người có tu vi tiến cảnh nhanh hơn ta rất nhiều, ví dụ như Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, ví dụ như Thanh Đế. Những thiên đế này đều là những nhân vật yêu nghiệt. So với bọn họ thì tốc độ tu luyện của ta vẫn là chậm hơn rất nhiều. Thương thế của Diệp Húc phục hồi lại, lập tức tế khởi cẩm tú xuyên sơn đồ, lại tìm kiếm tung tích mảnh vỡ của các kiến mộc khác. Dọc theo đường đi, Diệp Húc chỉ thấy vô hoang thế giới, chiến hỏa nổi lên bốn phía, không có ngoài sở liệu của yêu chủ. Thông thiên chi lộ mở ra, mấy vị thánh chủ chết đi, rốt cuộc đưa tới một hồi chấn động. Giữa các thánh địa công phạt không ngừng. Trận chấn động này không chỉ có lan tới các thánh địa, thậm chí một vài quốc gia cũng khai chiến. Đại Hán Minh Đế chết dưới tay Võ La lão tổ, đế quốc không có hoàng đế, lập tức Đại Tần liền chinh phạt. Ngoại trừ cái đó ra, còn có nhiều yêu ma thiên giới tiến vào vô hoang, làm nổi lên chiến hỏa. Những yêu ma này không chỉ là ma đầu do máu của các cường giả thiên giới sinh ra, còn có một chút là viễn cổ cự thú, hoang dã dị chủng chạy chung quanh ăn thịt người. Không chỉ có như vậy, kiến mộc mở ra thông thiên chi lộ, ngay cả một ít lão quái vật ẩn cư cũng bị hấp dẫn ra. Tất cả chạy quanh thu thập mảnh vỡ kiến mộc, thường thường đánh đập tàn nhẫn, diệt sạch ngàn dặm. Hắn thậm chí nhìn thấy một ít thiên giới yêu ma tụ tập cùng một chỗ vây công thánh địa Thiên Nhân Tông. Biển máu ngập trời, Thiên Nhân Tông chỉ có thể tế khởi vô tự thiên thương ngăn cản. Tuy nhiên, Thiên Nhân Tông thánh chủ chết ở trong Thang Hoàng Lăng, cao thủ mạnh nhất bên trong tông lúc này chỉ là nhân hoàng ẩn cư không xuất hiện. Thiên Nhân Tông rõ ràng khó có thể chống đỡ được yêu ma thiên giới vây công, thánh địa bị đánh vỡ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thiên hạ đại loạn, rõ ràng các lục địa chung quanh khác cũng đều có yêu ma thiên giới làm loạn. Những yêu ma tới từ thiên giới, chủng loại phong phú, hơn nữa dị thường hùng mạnh, tùy tiện lôi ra một đầu liền có thể dẹp ngang được đại vu Tam Bất Diệt Cảnh. Hạng này đứng ở vu hoang thế giới cũng là người đứng đầu một thế lực, làm sao những vu sĩ vu hoang thế giới có khả năng chống lại được? Thậm chí Diệp Húc còn nhìn thấy vài tòa thánh địa ở lục địa hải ngoại bị mấy đầu yêu ma thiên giới hùng mạnh phá hủy, tự lập thành vương, tự xưng là thánh chủ. Diệp Húc đã sớm thông sinh tử, cũng lơ đánh với chuyện này. Thiên hạ sinh linh khó lòng thoát khỏi cái chết, cho dù là thánh hoàng, thần vương, thậm chí là thiên đế, thủy chung cũng có ngày chết già. Chỉ cần không chọc lên đầu của hắn, hắn cũng không thèm để ý tới. Nếu là chọc hắn, cho dù là thiên vương lão tử, hắn cũng muốn ra tay. Trải qua hơn 10 ngày sưu tầm tìm kiếm, hắn cướp đoạt được 6 mảnh vỡ kiến mộc, miễn cưỡng ngưng tụ thành 6 đầu thiên tướng. Tu vi của hắn vô cùng hùng hồn, chỉ kém một pho thiên địa pháp tướng nữa là có thể tiến vào Tam Bất Diệt Cảnh. Tuy nhiên, pho thiên địa pháp tướng cuối cùng lại rất khó tụ lại. Hiện giờ đã cách lúc kiến mộc bị phá hủy nửa tháng, đại đa số mảnh vỡ đều bị người tìm lấy được, luyện thành bảo vật chân quý.
e sợ người khác dò xét được rồi cướp đoạt mất. Thậm chí có thánh địa còn gieo trồng mảnh vỡ kiến mộc xuống lấy cấm bảo trấn thủ, Diệp Phúc căn bản không thể tiếp cận được. Lấy tốc độ tu luyện của ta, luyện hóa tiên quang chỉ sợ cũng không mất bao nhiêu thời gian liền có thể ngưng tụ ra được thiên địa pháp tướng cuối cùng rồi. Diệp Phúc không hề tìm kiếm nữa, lập tức từ hải ngoại trở về trung thổ thần châu. Hiện giờ thiên hạ đại loạn, Ứng Tông Đạo lại không trấn thủ ở Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ sợ có yêu ma làm loạn, hắn cũng lo lắng chỉ dựa vào Triều Công Thiều sẽ không trấn thủ được Thập Vạn Đại Sơn. Diệp Phúc đầu đội ngọc lâu, không nhanh không chậm hướng tới Hoàng Tuyển Ma Tông mà đi. Hắn vừa di chuyển vừa điều động tiên quang trên phương trường tiên sơn trong ngọc lâu để luyện hóa thành tu vi, cuồn cuộn không ngừng dung nhập vào nguyên thần của mình, cố gắng cô động ra thiên đế thiên tướng cuối cùng. Hắn thầm nghĩ, tu vi không đột phá tới tam bất diệt cảnh, đạt thân thể bất diệt, chỉ sợ vẫn là không thể chống lại được thánh chủ. Nguyên thần đạt tới độ cao bất diệt, nhiều nhất cũng chỉ có pháp lực ngang bằng với thánh chủ mà thôi. Cho dù ta đột phá tới thiên địa pháp tướng cùng bất diệt, cũng không thể chính diện đối kháng được với một vị thánh chủ. Không có cấm bảo thuộc về mình, tuyệt đối không thể tranh phong được với thánh chủ. Cấm bảo uy lực to lớn, đủ làm đảo điên tu vi lẫn thực lực. Một vị thánh chủ cầm cấm bảo trong tay có thể dễ dàng diệt sát một vị nhân hoàng tu vi đỉnh cao. Cấm bảo có uy năng thực sự rất khủng bố, mà thánh chủ cầm cấm bảo trong tay cho dù là Diệp Phúc có tu vi vượt qua bọn họ cũng sẽ không có thực lực chống lại cấm bảo. Trước khi thành tựu vua hoàng, không ai có thể dựa vào thực lực bản thân mà đối kháng được với cấm bảo, chỉ có cấm bảo mới có thể chống lại được cấm bảo. Diệp Phúc hấp thu 7 khối mảnh vỡ kiến mộc, ngọc lâu của hắn cũng trưởng thành tới 15 tầng. Ngọc lâu uy năng không kém so với cấm bảo, nhưng thiếu khuyết đặc điểm độc hữu của cấm bảo chính là cấm pháp đầy đủ. Chỉ có đem cấm bảo nhốt vào ngọc lâu mới có thể diễn biến ra ngọc lâu trở thành cấm bảo chân chính. Nếu không, cho dù ngọc lâu có uy năng thông thiên đi chăng nữa, nhưng uy năng phát huy được ra ngoài thì chung vẫn kém hơn cấm bảo một bậc. Đây là bởi vì phẩm bậc của ngọc lâu kém hơn cấm bảo một bậc, vừa sinh ra đã kém hơn cấm bảo một bậc rồi. Nếu không có lột xác trở thành cấm bảo thì thủy chung ngọc lâu vẫn không thể phát huy được uy lực chân chính của nó. Mà muốn đánh nhập cấm pháp thì thấp nhất phải cần là Diệp Húc tu luyện tới cảnh giới nhân hoàng đỉnh phong, khi đó mới có thể xuất ra bản vương khai thiên kinh trong cơ thể nhốt vào bên trong ngọc lâu, luyện chế ngọc lâu trở thành bán thành phẩm cấm bảo. Dù là thiên địa tháp tới nay chưa có tiến hóa, chỉ có 11 tầng, uy năng không thể so được với ngọc lâu. Tuy nhiên, ta nếu như đem ngũ hành kim khí lấy được ở trong thăng hoàng lăng nhốt vào Dù là thiên địa tháp, lại dung nhập đại chu thiên tinh đấu trận đồ và trụ quang đại trận, thì uy lực của Di La Thiên Địa Tháp sẽ còn trên cả ngọc lâu. Diệp Phúc tính toán một lát, luyện chế Di La Thiên Địa Tháp cần 3 loại tài liệu. Hắn có được số lượng ngũ hành kim khí rất nhiều, nhưng đại chu thiên tinh đấu trận đồ và trụ quang đại trận cao cấp thì hắn lại không có. Luyện chế hai tòa trận đồ này chỉ có hai cách. Thứ nhất là đi tới vũ trụ tinh không luyện hóa tinh tướng thần, lấy đi nguyên tử tinh thạch. Cách thứ hai chính là đi đoạt của Chu Thiên Tinh Cung. Hắn luyện chế Di La Thiên Địa Tháp cần đại chu thiên trận đồ và trụ quang trận đồ chất lượng cực cao. Trận đồ cấp bậc bất diệt chi bảo cũng không thể trọng dụng, chỉ có cấp bậc nhân hoàng chi bảo mới dung nhập tới Di La Thiên Địa Tháp mới có thể nâng cao phẩm bậc của nó được. Có thể tưởng tượng, Diệp Phúc nếu cướp giết vài vị nhân hoàng Chu Thiên Tinh Cung, khẳng định sẽ rước lấy Chu Thiên Tinh Cung trả thù, thậm chí bậc cao nhân song song với Ứng Tông Đạo như Tinh Đế cũng sẽ có thể trực tiếp ra tay đối phó với Diệp Phúc. Bởi vậy, chuyện luyện chế Di La Thiên Địa Tháp chỉ có thể tạm thời buông tha. Trong những vũ bảo của hắn, cấp bậc cấm bảo còn có Hàn Trắc Cung Hoàng Tiễn Kim Tiễn của Nghệ Hoàng. Nhưng Diệp Phúc còn chưa tu luyện cấm pháp thúc dục loại cấm bảo này, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được một phần uy lực của Hàn Trắc Cung. Mặt khác, cánh buồm của hắn cũng là mảnh vỡ cấm bảo. Đáng tiếc, cánh buồm này chỉ là một linh kiện của một chiếc thuyền, căn bản không thể phát huy được bao nhiêu uy năng, trừ phi có thể tìm được cái thuyền lớn không biết tên kia mới phát huy được tác dụng chân chính của cấm bảo. Tuy nhiên, chiếc thuyền này tuyệt cùng là ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Ngoại trừ cái đó ra, còn có Thương Nguyệt Thần Châu, cấm bảo này chỉ là bán thành phẩm. Tuy rằng Lang Gia Tiên Phủ tổ sư đã đánh nhốt một đạo cấm pháp đầy đủ vào Thương Nguyệt Thần Châu, nhưng lại hạn chế uy năng của bản thân Thương Nguyệt Thần Châu, bởi vậy chỉ có thể là bán thành phẩm hoặc là phế phẩm. Nếu chống lại được thánh chủ, dựa vào Thương Nguyệt Thần Châu là không được, trừ phi tế luyện thần châu lại lần nữa. Chỉ bằng xóa nhòa cấm pháp bên trong Thương Nguyệt Thần Châu, luyện chế lại, nhốt vào cấm pháp tương ứng mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực của Thương Nguyệt Thần Châu kia. Diệp Húc trong lòng vừa động, cấm pháp thích hợp tế luyện Thương Nguyệt Thần Châu chỉ có Hàn Nguyệt Cung, Vu Thiền Băng Cung Minh Nguyệt Kinh. Dùng cấm pháp này tế luyện Thương Nguyệt Thần Châu mới có thể tăng thêm sức mạnh. Tuy nhiên,
xóa nhòa cấm pháp bên trong Thương Nguyệt Thần Châu cũng không phải là dễ dàng. Cấm pháp này chỉ là tổ sư khai phái Lăng Gia Tiên Phủ, thượng cổ Vu Hoàng nhốt vào bên trong Thần Châu là một đạo cấm pháp đầy đủ, tương đương với một kích toàn lực của Vu Hoàng. Muốn xóa nhòa cấm pháp này quả thực rất khó khăn, chỉ bằng dùng uy lực cấm bảo mới có thể hoàn toàn xóa đi. Trong những bảo vật khác của Diệp Phúc, Bất Diệt Chi Bảo hắn đã không nhìn đến, chỉ có Nhân Hoàng Chi Bảo mới có công dụng. Nhân Hoàng Chi Bảo của hắn tuy nhiều nhưng chân chính có thể chống lại được cấm bảo lại không có một kiện. Càn Khôn Đỉnh không được, Triều Thánh Lâu không được, Thiên Ngục không được, Tây Hoàng Cầm, Vương Mẫu Thư, Côn Luân Họa, Thiên Nguyên Tinh Kỳ, bốn kiện Nhân Hoàng Chi Bảo này cũng không được. Huống chi bốn kiện bảo vật này hắn đã tặng cho Kiều Kiều. Chỉ có đem hết thảy bên trong Thiên Đình mà Tây Hoàng luyện chế ra, tế luyện một phen, thúc giục Thiên Đình mới có khả năng chống lại cấm bảo. Nhưng lấy tu vi trước mắt của ta còn xa mới có trình độ thúc giục Thiên Đình. Diệp Phúc cân nhắc một lúc lâu sau, thủy chung không tìm ra biện pháp đối kháng với cường giả cấp bậc Nhân Hoàng, không khỏi suy sụp mà thở dài. Tu vi của hắn mặc dù cao, có thể chống lại Nhân Hoàng, nhưng cảnh giới lại không theo kịp, vu bảo không theo kịp, nhiều nhất chỉ có thể trốn thoát được trong tay Thánh Chủ, nhưng không làm gì được Thánh Chủ. Chỉ có nâng cao cảnh giới lên, hoặc là tìm được một kiện cấm bảo thích hợp với mình, mới có thể chân chính chống lại Thánh Chủ, thậm chí đánh bại đối thủ. Ta bây giờ còn là Thiên Địa Pháp Tướng đỉnh phong, nghĩ đánh bại Thánh Chủ có phải hơi sớm hay không đây? Diệp Húc nghĩ tới đây không kìm nổi cười xòa. Tam tướng cảnh Thiên Địa Pháp Tướng cảnh giới liền nghĩ cách đánh bại Nhân Hoàng Thánh Chủ, chuyện này mà nói ra chỉ sợ sẽ làm cho người khác cười đến rụng răng. Mộc chi khí thật mãnh liệt, chẳng lẽ nơi này có mảnh vỡ kiến mộc hay sao? Diệp Húc tinh thần rung lên, đột nhiên cảm ứng được một cỗ mộc chi khí dày đặc truyền tới. Hắn nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đại lục bên dưới 11 núi lửa nổi lên bốn phía, đại địa khô cạn, không có bất luận sức sống gì, hoàn toàn khác biệt với sức sống bừng bừng của kiến mộc. Diệp Húc không khỏi khẽ nhíu mày. Cỗ mộc chi khí này cực kỳ nồng đậm, còn nồng đậm hơn cả mấy mảnh vỡ kiến mộc mà Diệp Húc đã tìm được lúc trước. Như vậy, phiến đại lục này tuyệt đối phải ngàn dặm tươi tốt, phồn hoa khắp nơi, cây cỏ mọc thành bụi, hóa thành rừng rậm nguyên thủy mới phải. Tuy nhiên, đại lục phía dưới, con sông khô héo, núi lửa phun trào, giống như một thế giới dung nham, dị tượng hoàn toàn khác biệt với kiến mộc, dường như không mang tới bất luận sức sống nào cả. Diệp Húc nguyên thần rất mẫn cảm với mộc chi khí, nguyên thần của hắn cảm ứng mộc chi khí thậm chí vượt qua cả ngũ hành thân thể, mộc đức cú mang đại đế nguyên thần tuyệt không thể sai, khẳng định là có tuyệt đại cường giả phong ấn nơi đây, chế tạo ảo giác. Mảnh vỡ kiến mộc này khẳng định ngay cạnh đây thôi, nếu ta có thể tới được khu vực có mảnh vỡ kiến mộc, hơn phân nữa có thể luyện thành thiên tướng cuối cùng tấn công Tam Bất Diệt Cánh. Diệp Húc trong mắt tinh quang lập lòe, lập tức sưu tầm nơi phát ra mộc chi khí. Lúc này hắn còn chưa trở về trung thổ Thần Châu đại lục, mà là theo hải ngoại trở về Đồ Kinh Thăng Cốc đại lục. Thăng Cốc đại lục so với trung thổ Thần Châu đại lục chỉ nhỏ hơn vài phần, địa thế cũng cực kỳ mở mang, khoảng cách trung thổ Thần Châu không xa. Diệp Húc cảm giác được mộc chi khí ở trên Thăng Cốc đại lục. Bên trong tòa đại lục này không có thánh địa nào khác, chỉ có một thế gia, đó là Đông Hoàng Thế Gia. Đông Hoàng Mục là từ thế gia này mà đi ra. Diệp Húc thẳng từ trên cao rớt xuống, đi vào bên trong Thăng Cốc đại lục, chỉ cảm thấy kiến mộc phát ra mộc chi khí càng nồng đậm, nhưng bốn phía cỏ cây như thường, căn bản không nhìn ra bất kỳ dị trạng nào. Lợi hại, người này thi triển vu pháp phong ấn ngàn dặm không gian, chế tạo biểu hiện giả dối. Nếu không phải ta tới nơi này, căn bản không thể nhận ra được nơi đây cất giấu mảnh vỡ kiến mộc. Diệp Húc bay nhanh qua, chạy nhanh không gian ngàn dặm một lần, tuệ nhãn của hắn như đuốc, lập tức nhìn bốn phía chung quanh đại lục được bao phủ một loại trận vân rất nhỏ, giống như một vầng thái dương phun trào sóng lửa. Những trận vân này tràn ngập trên không trung, không cẩn thận xem xét liền căn bản không thể nhận ra được, chỉ cần hơi xúc động trận vân này sẽ bị cao thủ bày ra đại cấm kia phát hiện. Nếu như ta cưỡng ép phá cấm, tất nhiên sẽ bị vị cao thủ kia phát hiện. Hắn nếu như thu hồi kiến mộc chạy mất, ta chẳng phải là công dã tràng hay sao? Diệp Phúc trong lòng khẽ động. Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn xuyên qua hư không, hắn triển khai Huyền Thiên Thần Vương hư không ấn, thân hình càng lúc càng mờ nhạt, dung nhập vào trong hư không, bước chậm đi giữa các loại trận vân, vô số trận vân xẹt qua cơ thể của hắn, thế nhưng không xúc động mảy may gì. Hư không ấn dùng càng nhiều, Diệp Phúc càng cảm giác được đạo ấn pháp này hùng mạnh và biến thái, thậm chí không nhìn bất luận loại cấm chế nào, bất luận cấm chế nào cũng không ảnh hưởng, cho dù là 99 loại hư không đại cấm cũng có thể tránh đi được. Có thể nói, Diệp Phúc nếu sớm nắm giữ đạo ấn pháp này,
lẻ loi một mình có thể xâm nhập Thang Hoàng Lăng mà không cần đồng hành với mấy vị thánh chủ. Hắn thậm chí có thể một mình xâm nhập Ân Khư, cướp đoạt những tài vật khác. Diệp Phúc dễ dàng xuyên qua đạo cấm chế này, như trước vẫn không hiển lộ thân hình. Chỉ thấy xa xa phía trên một tòa hùng sơn, mộc chi khí khôn cùng bao phủ toàn bộ tòa hùng sơn này. Ngọn núi này trên đỉnh có một cây cối đứng thẳng, giống như trụ trời vậy. Một mảnh phiến lá cây cực kỳ lớn, mỗi lá cây đều có hơn 10 dặm. Mảnh vỡ kiến mộc này đích xác như Diệp Phúc đã dự đoán, so với bất luận mảnh vỡ nào hắn thu được từ trước tới nay còn lớn hơn nhiều. Mộc chi khí bên trong cũng cực kỳ khổng lồ. Hóa ra không chỉ có một vị cao thủ. Diệp Phúc đồng tử co rút lại, chỉ thấy nhiều pho tượng nhân hoàng đứng ở trong hư không. Chung quanh ngọn núi bố thành cửu cung đại trận, tổng cộng có 9 vị nhân hoàng. Không phải là nhân hoàng, mà là nhân hoàng phân thân. Diệp Phúc không khỏi hút một ngụm lãnh khí. 9 nhân hoàng có được pháp lực nhân hoàng, nhưng không phải là chân thân, rõ ràng là phân thân của nhân hoàng, cao thủ cấm pháp. Lập tức hắn nhìn tới 3 vị lão giả, phong cách cổ xưa, khoanh chân ngồi trên một phiến lá cây kiến mộc. 3 lão giả này thân như cây khô, sau đầu có một vầng thái dương nhảy ra bên ngoài cơ thể, dừng ở trên kiến mộc. Hóa ra là cường giả Đông Hoàng Thế Gia. Những người này mang tới một gốc cây kiến mộc, nói vậy tính toán bồi dưỡng thành một phù tăng thụ khác sao? Diệp Phúc từng nghe nói tới Thiên Đế Thế Gia Đông Hoàng Gia này nguyên có một gốc phù tăng thụ, chính là chí bảo của Đông Hoàng Gia. Phù tăng thụ bị Khoa Phụ tộc cướp đi luyện thành cấm bảo, hiện giờ phù tăng thụ biến thành nơi Khoa Phụ tộc sinh sống, khiến cho Thiên Đế Thế Gia này mất hết mặt mũi. Đông Hoàng Gia từng vài lần muốn đoạt lại phù tăng thụ nhưng đều không thành công. Lần này Diệp Phúc nhìn thấy 3 vị nhân hoàng của Đông Hoàng Gia tế khởi phân thân của mình, không tự chủ được mà nhớ tới điển cố này. 3 vị nhân hoàng Đông Hoàng Gia khoanh chân ngồi trên kiến mộc, 9 đạo phân thân không ngừng đánh ra từng đạo ấn pháp. Mỗi một đạo ấn pháp hạ xuống giống như vầng mặt trời chói chang bay thẳng vào trong kiến mộc. Đây là thủ đoạn luyện khí, đem cấm pháp bản thân dung nhập vào trong kiến mộc, luyện chế kiến mộc thành vũ bảo. 3 vị nhân hoàng chính 9 đại phân thân nhân hoàng cùng nhau luyện hóa kiến mộc. Bà lão quái vật này làm quá nhiều như thế, chẳng lẽ tính toán biến kiến mộc này thành bán thành phẩm cấm bảo hay sao? Đột nhiên Diệp Phúc nao nao chú ý tới mộc chi khí bên trong kiến mộc lại dày đặc hơn, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Mảnh vỡ kiến mộc này không ngờ tự mình trưởng thành, đây là có chuyện gì vậy? Diệp Phúc trên dưới đánh giá, chỉ thấy 3 vị nhân hoàng phân thân trong miệng phun ra từng ngụm chân nguyên dày đặc rót vào bên trong kiến mộc. Lập tức núi lớn bên dưới kiến mộc kêu lên mấy tiếng ầm vang thấp đi mấy trăm mét, dường như kiến mộc này đã cắn nuốt một bộ phận của tòa hồng sơn này vậy. Thuần dương linh mạch bậc 9, bên trong tòa hồng sơn này phong ấn một thuần dương linh mạch bậc 9. Diệp Phúc trong mắt tinh quang chợt lóe, vội vàng lấy ra Cẩm Tú Sơn Xuyên Đồ, cẩn thận đánh giá địa lý thang cốc. Quả nhiên, trên vị trí của kiến mộc có một linh mạch thuần dương bậc 9 ở bên trong tòa núi lớn, đúng là tòa thánh sơn trước mặt này. Ta hiểu rồi, ta đã hiểu rồi. 3 vị nhân hoàng Đông Hoàng Gia này tìm được một mảnh vỡ kiến mộc, sau đó đặt mảnh vỡ này lên trên tòa thánh sơn, khiến mảnh vỡ kiến mộc hấp thu thuần dương linh mạch bậc 9 bên trong thánh sơn. Sau đó lại lấy 9 đại phân thân vu hoàng một bên trợ giúp kiến mộc luyện hóa thuần dương linh khí, một mặt luyện hóa kiến mộc, luyện chế kiến mộc trở thành cấm bảo. Diệp Phúc rõ ràng ý nghĩa của 3 người. 3 người này lấy tu vi bản thân bổ dưỡng kiến mộc, khiến cho kiến mộc này hấp thu thuần dương linh mạch, uy năng càng ngày càng mạnh. Sau khi luyện chế thành bảo vật, uy năng khẳng định sẽ càng mạnh hơn. Tuy nói kiến mộc bị người đánh gãy, nhưng người đánh gãy chính là cường giả của thiên giới. Cho dù là mảnh vỡ kiến mộc không được luyện hóa, đối với bất luận một nhân hoàng nào cũng là chi bảo khó có thể thấy được. Nếu là khiến kiến mộc này hấp thu thần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh, cùng với tinh khí của 9 đại phân thân nhân hoàng, uy năng của kiến mộc này chỉ sợ có thể trực tiếp kéo lên, tăng tới trình độ bán thành phẩm cấm bảo. Trợ giúp kiến mộc luyện hóa linh khí, bồi dưỡng kiến mộc trưởng thành, đây đúng là một chủ ý không tồi. Diệp Phúc không khỏi tim đập thình thịch. Lúc trước hắn hấp thu mộc linh khí nâng cao tu vi bản thân, hiện giờ mới biết là có chút lãng phí. Tuy rằng nuôi nấng kiến mộc hao phí rất lớn, cần dùng thuần dương linh mạch bậc 9, còn cần không ngừng hao tổn tu vi của mình trợ giúp cho kiến mộc luyện hóa linh khí, cẩn thận tính toán xuống thì mất nhiều hơn được. Bồi dưỡng kiến mộc quả thực là một cách nâng cao tu vi, tuy nhiên cướp đoạt kiến mộc do người khác bồi dưỡng thì lại càng tốt hơn kìa. Diệp Phúc kiềm chế bất động, lặng lặng chờ đợi. Ý niệm ở trong đầu vừa xuất hiện, tính toán làm như thế nào để đạt được ích lợi lớn nhất. Hắn thầm nghĩ, kiến mộc này nếu bị ta hấp thu thì cũng là đáng tiếc à. Nếu 3 vị Đông Hoàng Gia này có thể luyện chế kiến mộc thành bán thành phẩm cấm bảo, chẳng phải sẽ là vũ khí tốt nhất của ta hay sao?
Ba vị nhân hoàng Đông Hoàng gia quanh chân bất động, ngồi trên phiến lá cây, chỉ thấy thánh sơn phía dưới kiến mộc không ngừng thu nhỏ lại. Mỗi lần thu nhỏ lại mấy trăm mét là do kiến mộc không ngừng hấp thu thuần dương linh khí bên trong núi, khiến cho thánh sơn càng ngày càng chìm xuống. Đột nhiên một lão già trầm giọng nói: "Già chủ Hàn huynh, Mục Nhi tiến nhập vào Thái Dương Thần Cung, tương lai thành tiểu vô hoàng chính là dễ dàng. Thật không uổng công chúng ta hao phí tâm lực vì hắn luyện chế kiện bán thành phẩm cấm bảo này. Nếu được kiện bảo vật này, Mục Nhi tất nhiên có thể ký áp quần hùng, quét ngang đương thời rồi, sẽ trở thành vua hoàng. Sắp tới rồi." Vị lão giả ở giữa chính là Đông Hoàng Thế Gia gia chủ, tên là Đông Hoàng Việt, nghe vậy nói: "Tâm pháp của Đông Hoàng nhất mạch chúng ta quá mức bá đạo, cần phải có cách khác điều hòa, trung hòa dương khí bá đạo mới có thể đột nhiên tăng mạnh được. Phủ tăng thú có thể điều tiết âm dương, phát ra mộc chi khí, chiết xuất thái dương chân hóa. Nếu như thánh thụ này ở chỗ ta thì cao thủ Đông Hoàng gia ta có nhiều hơn gấp chục lần." Hắn không nhanh không chậm nói: "Năm đó thành đế đánh bại tổ tiên Đông Hoàng gia chúng ta, khoa phụ cũng nhân cơ hội đó mà cháy nhà hôi của, cướp đi phủ tăng thú. Lúc trước Thái Dương Thần Cung Đông Hoàng Thiên Thiên Thánh Chủ vì Mục Nhi cầu hôn Hàn Nguyệt Cung, cũng tính toán mượn thủy đức cộng công thân thể của Hàn Nguyệt Cung để điều hòa hỏa đức trúc dung thân thể của Mục Nhi, như vậy càng sớm ngày thành tiểu vua hoàng. Thật đáng tiếc lại bị tên xúc sinh Diệp Thiếu Bảo kia làm cho thất bại. Tiểu xúc sinh Diệp Thiếu Bảo này làm nhiều việc ác, tội ác tày trời. Nếu như để cho lão phu bắt được hắn, tất nhiên sẽ làm hắn sống không được, muốn chết cũng không xong." Đông Hoàng Hàn sắc mặt âm trầm, cười lạnh mà nói: "Tuy nhiên tiểu xúc sinh này đã ký không được bao lâu nữa đâu. Mục Nhi đã tiến vào thiên khư, sau khi rời khỏi thiên khư, tu vi khẳng định tăng mạnh, thậm chí đạt được truyền thừa vu đạo thiên đế tổ tiên. Hơn nữa chúng ta tìm được kiến mộc này, tu vi tiến cảnh của nó sẽ cực nhanh, chỉ sợ đương thời không ai có thể theo kịp được." Một lão giả khác tên là Đông Hoàng Sóc cười nói: "Không sai, luận chất lượng kiến mộc so với phổ tăng thú còn cao hơn không chỉ một hai bậc đâu. Hơn nữa chúng ta toàn tâm toàn ý đem toàn thuần dương linh mạch bậc 9 đánh vào bên trong, lại lãng phí một nửa tu vi pháp lực luyện chế kiến mộc này thành bán thành phẩm cấm bảo. Nếu như Mộc Nhi có được cấm bảo này, điều hòa dương khí quá thịnh, hơn nữa uy năng của cấm bảo bán thành phẩm, thậm chí ngay cả cao thủ thế hệ trước cũng không phải đối thủ của nó đâu." Đông Hoàng Việt trầm giọng nói: "Mộc Nhi được bảo vật này có thể chống lại nhân hoàng là khẳng định rồi. Nếu có thể phát huy được uy lực bảo vật này đối kháng với thánh chủ cũng không chết. Đừng nói là một Diệp Thiếu Bảo, cho dù là ta chỉ sợ cũng không làm gì được nó rồi." Diệp Húc nghe tới đó, cướp đoạt kiến mộc này lại càng phải làm rồi. "Nghĩ muốn thành toàn cho Đông Hoàng Mục sao? Vẫn là thành toàn cho ta đi thôi." Hắn cẩn thận đánh giá ba vị nhân hoàng trước mắt này. Vị nhân hoàng ở giữa chính là thánh chủ Đông Hoàng Việt. Tuy rằng tu vi không bằng Đông Hoàng Thiên, kém khá xa, hẳn là tương xứng với Triều Cung Thiều. Triều Cung Thiều chỉ tu luyện một môn cấm pháp Bích Lạc Hoàng Tuyển Ma Thiên Cấm Điển, đem môn cấm pháp này tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong, mà Đông Hoàng Việt lại tu luyện nhiều loại cấm pháp, không tu luyện tới nhân hoàng đỉnh phong. Diệp Húc căn cứ vào khí cơ cảm ứng, cảm thấy được trong 9 phân thân vần quanh kiến mộc thì có 6 phân thân chính là cấm bảo phân thân của Đông Hoàng Việt, còn có 2 phân thân chính là của Đông Hoàng Hàn, Đông Hoàng Sóc, chỉ có 1 phân thân. Đông Hoàng Việt tuy là thánh chủ, nhưng bởi vì tham nhiều không tinh, cũng không có tu thành nhân hoàng đỉnh phong, nhưng thực lực của hắn cũng không phải là nhỏ. Dưới tình huống không dùng vu bảo, Diệp Húc tự nghĩ không phải là đối thủ của người này. Hơn nữa, còn 2 nhân hoàng hỗ trợ, Diệp Húc không chút phần thắng nào. Tuy nhiên lúc này, Tà Ám Địch Minh, đám người Đông Hoàng Việt càng thêm không phòng bị, tùy tiện đánh lén, Diệp Húc tự nghĩ có thể có 8 phần cơ hội cướp đi kiến mộc. Chư Thiên Thần Vương công đức ấn của hắn thật sự kỳ diệu vô cùng, cũng có loại hư không ấn cấp thần vương ấn pháp, có thể chạy trong hư không, vô hình vô ảnh. Thánh chủ cũng không thể làm gì được, bất kể là đánh nén hay thoát thân đều là một loại vu pháp nhất đẳng trong thiên hạ, những vu pháp khác không thể nào bằng được. Kiến mộc được ba vị nhân hoàng toàn lực luyện chế, thể tích càng ngày càng nhỏ, những cành lá màu xanh biếc của kiến mộc cũng tản mắt ra mộc chi khí càng ngày càng nồng đậm, càng thêm kinh người. Mà thánh sơn phía dưới kiến mộc càng ngày càng nhỏ bé đi. Ba nhân hoàng, 9 đại phân thân không ngừng luyện hóa thuần dương linh mạch bên trong thánh sơn, dung nhập vào bên trong kiến mộc. Đám người Đông Hoàng Việt vì thành toàn cho Đông Hoàng Mục có thể nói là đã hạ đủ vốn gốc. Chẳng những lấy ra một đầu thuần dương linh mạch đầy đủ, vận dụng kiến mộc như một thần thụ, thậm chí còn không tiếc hao tổn tu vi, tinh khí của mình chế tạo kiến mộc thành bán thành phẩm cấm bảo. Một thuần dương linh mạch bậc 9 có năng lượng lớn ra sao đây?
thậm chí nó có thể làm cho một vị nhân hoàng trở thành vua hoàng. Đem linh mạch mạnh như vậy nhốt vào bên trong kiến mộc, có thể nghĩ được cấm bảo bán thành phẩm này hoàn thành luyện chế uy năng sẽ như thế nào. Diệp Phúc hoàn toàn kiềm chế khí tức của mình, yên lặng chờ đợi. Trong vô tình, thời gian nửa tháng đã trôi qua, đám mây trên đầu hai người Đông Hoàng Sóc, Đông Hoàng Hàn đã bốc hơi trôi đi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hiển nhiên liên tục luyện chế bảo vật như vậy, cho dù là nhân hoàng cũng có chút không chịu được. Sắc mặt Đông Hoàng Việt đỏ lên, hiển nhiên cũng có chút khổ sở, không chịu được tiêu hao lớn như vậy. Luyện chế bán thành phẩm cấm bảo chỉ có nhân hoàng đỉnh cao mới làm được, hơn nữa còn phải là nhân hoàng đỉnh phong nổi tiếng, ví dụ như Thủy Hoàng Đế chưa thành tựu nhân hoàng liền luyện chế được Đô Thiên Thập Nhị Đồng Nhân, Ứng Tông Đạo luyện chế Linh Lung Tiên Phần. Bởi vì bọn họ đều là bậc kỳ tài kinh người, tu vi đạt tới độ cao mà những nhân hoàng đỉnh phong khác không theo kịp, như vậy mới có thể hoàn thành bán thành phẩm cấm bảo. Đám người Đông Hoàng Việt mặc dù có tu vi cao thâm, nhưng khoảng cách so với Thủy Hoàng Đế hay Ứng Tông Đạo còn kém khá xa. Có luyện chế thành công hay không chính là thời khắc này đây. Đông Hoàng Việt đột nhiên đứng lên, quát to một tiếng. Từng phân thân nhân hoàng đột nhiên tiến nhập vào bên trong kiến mộc, cùng dung nhập với kiến mộc. Hắn không ngờ tính toán, đem 5 trong số 6 phân thân của mình dung nhập trong kiến mộc, lợi dụng năng lượng của tinh khí khổng lồ bên trong phân thân chế tạo ra bán thành phẩm cấm bảo. Lần này hắn hao tổn 5 đại cấm pháp phân thân, cần khổ tu hơn 10 năm mới khôi phục lại nguyên khí. Tuy nhiên chuyện đã đến nước này, hắn cũng bất chấp tất cả. Dầm một tiếng, tòa thánh sơn kia hoàn toàn sụp xuống, biến mất không thấy. Lập tức cả phiến thiên địa ào ào sụp đổ, biến thành khe rãnh vạn trượng. Địa khí trong phạm vi ngàn dặm bên trong lòng đất đột nhiên biến mất, hoàn toàn bị kiến mộc hấp thu hết. Kiến mộc này uy năng có thể nói là càng ngày càng mạnh, một cỗ uy năng cấm bảo bắt đầu từ trong kiến mộc tràn ngập ra ngoài, mà thể tích của kiến mộc nhanh chóng thu nhỏ lại, từ cao lớn trăm dặm trong chớp mắt chỉ còn lại hơn 30 mét, hơn nữa còn đang tiếp tục thu nhỏ lại. Năng lượng bên trong kiến mộc nhanh chóng áp xúc đè nén, chỉ còn cao hơn chục mét. Từ bên trong kiến mộc tản mắt ra những rung động của cấm bảo, thậm chí ngay cả Diệp Phúc cũng cảm giác được uy năng hảo hãn bên trong, làm cho người ta phải run rẩy. Kiến mộc thần trưởng rốt cuộc cũng luyện thành rồi. Diệp Phúc rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm đứng dậy, trong mắt đằng đằng sát khí. Kiến mộc đã thu nhỏ lại, chỉ còn dài 8 thước, trông nó giống như một cây mộc trượng với vài chiếc lá treo trên mặt xanh biếc giặt rào. Cây kiến mộc thần trượng này lơ lửng giữa không trung, lại không ngừng hút lấy địa khí từ trong đất. Địa khí trông như những con cửa long vàng như đất cuốn lấy đồng trụ, điên cuồng tuôn vào trong thần trượng. Đây là cấm bảo bán thành phẩm được luyện thành từ kiến mộc, cần một lượng năng lượng cực lớn để bổ sung vào, mà thứ có thể bổ dưỡng cho bậc thần vật kiến mộc này ngoài linh mạch thì chỉ có địa khí. Địa khí tuôn vào trong kiến mộc càng lúc càng nhiều, uy năng của cây thần trượng này càng lúc lại càng lớn. Từng dòng khí thanh sắc từ trong thần trượng trào ra, trông như thanh hà vạn đạo. Trong thanh hà, từng vòng mặt trời lên xuống nhấp nhô, liên tiếp thành những sợi dây ánh sáng. Thậm chí, phân thân nhân hoàng của 3 người Đông Hoàng Việt, Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc đều bị kiến mộc đẩy ra, ngay cả bản thể của 3 người bọn họ cũng không thể đứng ở gần kiến mộc thần trượng, bị đẩy lui ra xa. Bốp một tiếng, cấm chế mà bọn họ thiết hạ bao phủ phạm vi ngàn dặm bị hơi thở của cấm bảo trực tiếp đánh vỡ. Mặt đất sụp xuống càng lúc càng sâu. Địa khí đều bị kiến mộc thần trượng cắn nuốt, phải mất hàng nghìn, hàng vạn năm thì đất đai lên đây mới có thể khôi phục lại được. Qua hồi lâu, cây kiến mộc thần trượng này cuối cùng cũng ngừng cắn nuốt địa khí, khôi phục lại bình tĩnh. Cuối cùng cũng luyện thành, không uổng công ta tiêu hao 8 phần tu vi bản thân, cuối cùng cũng luyện thành món cấm bảo bán thành phẩm này rồi. Đông Hoàng Việt mừng như điên, cất tiếng cười to. Vốn dĩ, với tu vi thực lực của đám người Đông Hoàng Việt thì còn lâu mới đủ để luyện chế một món cấm bảo, cho dù là bán thành phẩm cũng không được. Nhưng kiến mộc chính là thần vật, hơn xa các loại tài liệu khác. Phẩm bậc của nó thậm chí còn cao hơn cả ngũ hành kim khí, có ưu thế tiên thiên. 3 người bọn họ lại dùng một cành thuần dương linh mạch bậc 9 hoàn chỉnh nuôi nấng kiến mộc. Tuy thực lực bản thân bọn họ không đủ, nhưng năng lượng chất chứa trong thuần dương linh mạch bậc 9 hơn bọn họ tập trung lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù là vậy thì cũng chưa chắc có thể luyện kiến mộc thành cấm bảo bán thành phẩm. Nhưng giữa cấm pháp của Đông Hoàng gia và kiến mộc có quan hệ tương sinh mộc sinh hỏa. Hơn nữa, Đông Hoàng Việt vừa mới đem ngũ đại nhân hoàng cấm pháp phân thân đều nhốt đánh vào trong kiến mộc, cho nên mới có thể thành công. 3 loại nhân tố này dù thiếu một thứ cũng không được. Nếu là người khác đến luyện chế kiến mộc thần trượng, cho dù tu vi cao minh hơn đám người Đông Hoàng Việt nhưng cũng không có khả năng thành công được. Mộc Nhi mà có được cây kiến mộc thần trượng này,
thì chắc chắn sẽ đi hướng thiên hạ vô địch rồi. Hai tên Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc mừng rỡ không thôi cười nói. Đông Hoàng Việt bước từng bước dài tới Kiến Mộc Thần Trượng, xúc động một cách thần kỳ. Kỳ lạ, bàn tay y run rẩy giơ tới Kiến Mộc Thần Trượng. Bỗng nhiên, y chợt thấy một cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt nảy lên trong lòng. Y vô lệnh cho nhân hoàng phân thân cuối cùng của mình nhanh chóng dung nhập vào trong thân thể. Có người! Y giống to lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong phút chốc đã cao tới vạn trượng, giống như một vị hoàng đế. Cấm pháp của Đông Hoàng gia chính là do Hạo Thiên Đại Đế truyền lại. Hạo Thiên Đại Đế xuất thân từ Đông Hoàng thế gia, cấm pháp mà ông để lại đủ để tu luyện đến cảnh giới vô hoàng. Sau khi thành vô hoàng, ông lập tức khai sáng ra Thái Dương Thần Cung, để lại rất nhiều truyền thừa cao hơn. Đông Hoàng Việt thân là gia chủ của Đông Hoàng gia, là nhân vật cấp thánh chủ. Tuy tu vi đã hao tổn đi 8 phần, nhưng y vẫn là nhân hoàng đỉnh như trước. Thân thể của y vốn có thể so với nhân hoàng đỉnh cao, nay lại dung nhập thêm nhân hoàng phân thân, pháp lực tuôn trào khiến thân thể càng thêm mạnh mẽ. Vô số con tam túc kim ô chen nhau chui ra từ trong cơ thể của y, đông nghịt tấn công vào hư không. Dù y chưa thấy bóng người nào, nhưng lại cảm giác được một luồng sát khí sắc bén đánh tới, bao phủ toàn thân của y. Bởi vậy, y mới lập tức phản kích, thi triển vu pháp Đông Hoàng gia, công kích mọi nơi, ép cho kẻ địch phải hiện thân. Pang 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 pang! Những con tam túc kim ô do vu pháp của y vừa xuất hiện, lập tức liền nổ tung. Một bàn tay đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Đông Hoàng Việt, ầm ầm đặt lên thiên linh cái của hắn. Đầu của người khổng lồ vạn trượng này đột nhiên nổ tung, ngay cả thân thể nhân hoàng thánh chủ cũng không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc cùng thu hồi nhân hoàng phân thân của mình, liếc mắt nhìn khắp mọi nơi, đã thấy đầu của gia chủ Đông Hoàng Việt đã bị bàn tay đột nhiên xuất hiện kia bóp nát. Một thiếu niên mặc lam sam xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu Đông Hoàng Việt, một chưởng đánh xuống, thân thể vị thánh chủ Đông Hoàng Việt này cũng bắt đầu nứt ra. Bàn tay này từ cổ của Đông Hoàng Việt ấn đến lòng bàn chân, ngay lập tức liền phá hủy hoàn toàn thân thể của Đông Hoàng Việt. Dám đả thương thánh chủ Đông Hoàng gia ta, tìm đường chết sao? Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc vừa sợ vừa giận, vội vàng đánh tới. Thân hình vừa động, liền có một mặt trời phóng lên cao, đánh tới bàn tay kia. Cây Kiến Mộc Thần Trượng này thuộc về ta. Diệp Phúc đưa lưng về phía Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc, không hề để ý tới công kích của hai người này, mà giơ tay chụp tới Kiến Mộc Thần Trượng. Công kích của hai người, hai vị nhân hoàng Đông Hoàng gia trong chớp mắt là tới, ầm ầm đánh lên lưng của hắn. Lại đúng lúc này, một tiếng răng rắc vang lên, sau lưng Diệp Phúc đột nhiên mọc ra 64 cánh tay, cũng có một mặt trời lao ra va chạm với vu pháp của hai người kia. Hư không chấn động dữ dội, sau một lúc như một tấm gương rầm rầm vỡ nát, không trung tràn ngập liệt hỏa trào ra khắp nơi. Diệp Phúc tuy không phải nhân hoàng, nhưng lực công kích của hắn lại không hề thua kém nhân hoàng. Ba người giao thủ lần này đã đánh cho hư không ngàn dặm bị hủy, tất cả mọi thứ đều không còn. Diệp Phúc kêu lên một tiếng, khí huyết hắn bốc lên, hắn cố tiếp lấy công kích của hai vị nhân hoàng. Bàn tay kia đã chạm đến Kiến Mộc Thần Trượng, đột nhiên trong thần trượng trào ra những luồng hơi thở cấm bảo, đánh cho bàn tay của hắn dập nát. Thậm chí thần trượng hoành không hung hăng đệm xuống thiên linh cái của hắn. Muốn cướp đi cấm bảo bán thành phẩm mà Đông Hoàng gia ta luyện chế ư? Không có khả năng này đâu. Tiếng nói của Đông Hoàng Việt truyền đến vô cùng uy nghiêm. Y chính là nhân hoàng thánh chủ. Tuy thân thể bị Diệp Phúc đánh nát, nguyên thần và thiên địa pháp tướng bị thương không nhẹ, thế nhưng chân linh vẫn còn nên rất nhanh liền khôi phục thân thể. Thấy Diệp Phúc định cướp lấy Kiến Mộc Thần Trượng, y lập tức thôi phát ra uy năng của thần trượng, tế nó lên đánh ngược lại Diệp Phúc. Cây Kiến Mộc Thần Trượng này chính là do Đông Hoàng Việt ta tự mình luyện ra, ta không chết thì không ai có thể cướp nó khỏi tay ta được. Người rốt cuộc là ai? Đông Hoàng Việt oai phong lẫm liệt, một trượng quét xuống khiến thanh hà đầy trời nặng như trời cao sụp xuống đè tới Diệp Phúc. Đông Hoàng gia chủ, sao ta cảm thấy cây Kiến Mộc Thần Trượng này có duyên với ta như vậy nhỉ? Không phải ngươi muốn giao cây thần trượng này cho Đông Hoàng Mục để hắn đối phó với ta hay sao? So với ta tiêu diệt Đông Hoàng Mục rồi cướp lấy cây thần trượng này từ tay của hắn, không bằng ngươi trực tiếp tặng nó cho ta, miễn cho Đông Hoàng Mục phải chết kìa. Diệp Phúc cười ha hả, nhanh chóng chữa trị những tổn thương trên thân thể. Nguyên thần của hắn đột nhiên bay ra khỏi mi tâm, vù một tiếng liền chui vào trong Kiến Mộc Thần Trượng. Nguyên thần nhập chú. Nguyên thần của hắn không bị chút trở ngại nào mà tiến thẳng vào trong Kiến Mộc Thần Trượng, tương dung cùng Kiến Mộc Thần Trượng. Đông Hoàng Việt lập tức cảm thấy được như mất đi sự khống chế với Kiến Mộc Thần Trượng. Cây thần trượng này gần như trốn thoát khỏi pháp lực của y.
Y kinh hãi, vội vàng thúc giục pháp lực. Chỉ nghe một tiếng bùm vang lên, cây kiến mộc thần trượng này từ trên không rơi xuống, đâm thật sâu vào nền đất. Nguyên thần của Diệp Húc với kiến mộc có cảm ứng, cả hai gần như một thể. Đông Hoàng Việt dùng kiến mộc luyện chế cấm bảo như là lượng thân Diệp Húc rồi luyện chế cấm bảo cho hắn. Dù là người luyện chế ra nó là Đông Hoàng Việt cũng chẳng thể khu trừ được nguyên thần của hắn. Không thể nào, kiến mộc thần trượng có 8 phần tu vi của ta, 5 đạo cấm pháp của ta, vốn không thể nào bị kẻ khác cướp đi được. Đông Hoàng Việt quát to liên tục, liều chết thúc giục kiến mộc thần trượng đuổi đi nguyên thần của Diệp Húc. Nhưng nguyên thần của Diệp Húc từ khi nhập chủ kiến mộc thần trượng đã hoàn toàn tương dung với nó, tuy hai mà một, trừ phi y đánh nát cái thần trượng này mới có thể khu trừ được nguyên thần của Diệp Húc. Y thi triển toàn lực khống chế kiến mộc thần trượng, không cho Diệp Húc đoạt đi, đồng thời ra sức triệu tập một món cấm bảo khác của Đông Hoàng gia. Tốc chiến tốc thắng. Nguyên thần của Diệp Húc bị pháp lực của Đông Hoàng Việt áp chế, trong khoảnh khắc khó có thể nắm quyền khống chế kiến mộc thần trượng. Lúc này, thân hình của hắn chợt nhoáng lên, biến mất trong không trung. Đông Hoàng Việt chợt thấy không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay đánh ra. Diệp Húc bất thình lình xuất hiện bên người của y. Hai bàn tay của hai người va chạm vào nhau, Đông Hoàng Việt rốt cuộc đỡ được một thức này của Diệp Húc. Lại vào lúc này, 65 bàn tay khác của Diệp Húc đồng thời hạ xuống, từng đạo chư thiên thần vương công đức ấn đánh lên người Đông Hoàng Việt. Oanh một tiếng, thân thể của vị nhân hoàng này lại nổ tung một lần nữa. Thậm chí nguyên thần và thiên địa pháp tướng đều vỡ ra, bị thương nặng hơn cả lúc trước. Đông Hoàng Việt tuy là gia chủ của Đông Hoàng thế gia, nắm giữ cấm bảo ở trong tay, tu vi và thực lực cũng là cao nhất, nhưng luyện chế kiến mộc thần trượng đã khiến cho y tiêu hao mất 5 nhân hoàng phân thân, tu vi bản thân tiêu hao đi 8 phần. Hơn nữa, thân thể trước của y đã bị Diệp Húc đánh nén cho vỡ nát, thân thể mới đã không còn mạnh như trước, thành ra thực lực yếu nhất trong 3 người. Một kích của Diệp Húc hạ xuống liền đánh nát y cũng không phải là may mắn mà là lẽ đương nhiên. Nếu không thể lập tức đoạt đi kiến mộc thần trượng, vậy thì đánh chết ngươi rồi thuận lợi lấy đi thần trượng vậy. Ánh mắt của Diệp Húc lạnh lạnh tìm kiếm chân linh bất diệt của Đông Hoàng Việt ở xung quanh, định cho y một kích cuối cùng để hoàn toàn giết chết y. Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc đồng thời đánh tới, pháp lực minh mông bắt đầu khởi động bao phủ lấy Diệp Húc. Thực lực của Đông Hoàng Việt tuy tổn hao nhiều, nhưng tu vi và thực lực của hai người bọn họ lại được bảo toàn hơn phân nửa. Nhất là Đông Hoàng Hàn đã luyện ra hai nhân hoàng phân thân, tu vi cao sâu còn hơn cả Diệp Húc một mảng lớn. Diệp Húc xoay người chống lại, khí tức bốc lên gần như không nhịn nổi, máu tươi phun ra. Hắn lập tức thi triển hư không ấn, ẩn mình trong hư không, biến mất không thấy. Đi ra cho ta! Đông Hoàng Hàn giống to, khiến cho hư không dập nát, hóa thành những dòng hỗn độn. Gã định chấn cho Diệp Húc phải ra khỏi hư không, thế nhưng lại chẳng thấy tung tích Diệp Húc đâu cả. Trong chớp mắt, khi Diệp Húc thi triển hư không ấn, hắn đồng thời cũng dùng trường không ấn bỏ chạy đi ngàn dặm xa. Trong lòng của Đông Hoàng Hàn chợt dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm rất là mãnh liệt. Gã vội tế một món nhân hoàng chi bảo lên bảo vệ toàn thân. Món bảo vật này trông như một chiếc chuông lớn chụp gã ở dưới chuông. Đây là nhân hoàng chi bảo mà hắn căn cứ theo cấm bảo Hạo Thiên Trung của Đông Hoàng gia mà rèn thành. Ở tình thế nguy cấp, hắn không hề nghĩ ngợi mà lập tức tế chiếc chuông này lên bảo vệ bản thân. Con... Một tiếng vang thật vang rồi truyền đến, mặt ngoài của chuông lập tức xuất hiện một trường ấn thật lớn. Đông Hoàng Hàn không hổ là con quái vật đi ra từ Đông Hoàng gia, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Trong chớp mắt cảnh giác, y lập tức tế nhân hoàng chi bảo lên để bảo vệ quanh thân. Chiếc Hạo Thiên Trung này tuy không phải là cấm bảo chân chính mà chỉ là nhân hoàng chi bảo, thế nhưng nguyên năng của nó thật sự minh mông, bất kể là công hay là thủ đều đứng đầu trong những món nhân hoàng chi bảo. Một kích toàn lực của Diệp Húc chỉ có thể để lại một trường ấn thật sâu trên chiếc chuông này. Ngay lập tức, Hạo Thiên Chuông tự mình chữa trị, khiến cho trường ấn biến mất. Hạo Thiên Chuông đỡ được một kích của Diệp Húc, chỉ thấy bàn tay của Đông Hoàng Hàn vừa lật, hung hăng chấn một cái, lập tức khổng chuông đại lữ, ma âm xung đãng, vô số âm ba đánh tới Diệp Húc. Ma âm chấn đãng khiến cho Diệp Húc không khỏi kêu lên một tiếng. Thân thể và nguyên thần cùng thiên địa pháp tướng đều bị ma âm đánh cho tơi tả. Món nhân hoàng chi bảo do Đông Hoàng Hàn tự mình luyện chế lại được gã tiến lên, uy năng lại càng hơn kẻ ngoài. Một chuông kêu vang đánh nát tất cả, ngay cả thân thể Diệp Húc cũng gần như không chịu nổi. Co một tiếng, trong thân thể Đông Hoàng Hàn đột nhiên bay ra một tôn nhân hoàng phân thân, dung nhập vào bên trong Hạo Thiên Chuông, thúc giục chuông lớn. Ngay lập tức bàn tay lại lật gõ vang Hạo Thiên Chuông, ma âm cuồn cuộn
như những cột khói đen công phạt hướng Diệp Húc, uy năng còn mạnh mẽ hơn cả vừa nãy. Cùng lúc đó, Đông Hoàng Sóc giáp công tới, sau đầu của y mặt trời bay lên hóa thành một đại kim luân minh kính. Một đạo thái dương thần quang chiếu thẳng ra, trọng điệp với ma âm của Hạo Thiên Chuông, đồng thời mà đánh tới Diệp Húc. Đây là một món cấm bảo khác của Đông Hoàng gia, phòng chế phẩm của Hạo Thiên Kính. Đại nhật trong kính, vũ nương thần quang, trảm nguyên thần, sát thân thể, xé thiên địa pháp tướng. Trung ngưng bất không, bất động thần vương. Diệp Húc mở miệng quát lớn, 66 bàn tay đồng thời thi triển bất động thần vương ấn. Thân thể được 66 đạo bất động thần vương ấn gia trì nên càng mạnh mẽ đến cực điểm, đối kháng lại công kích của hai món nhân hoàng chi bảo. Thân hình của hắn nối liền trời đất, có một loại ý vị như ta chính là trời, ta chính là đất, ta chính là thần vương vĩnh hằng bất động, siêu nhiên hàng cổ vĩnh tồn. Công kích của Hạo Thiên Chuông, Hạo Thiên Kính thậm chí còn đánh nát thân thể thánh chủ, nhưng đánh lên người của Diệp Húc lại chỉ có thể khiến cho thân thể của hắn hơi lắc lư. Hư không quanh hắn đều dập nát, nhưng Diệp Húc vẫn như trước, vĩnh hằng bất diệt. Mà vào lúc này, gia chủ Đông Hoàng gia, Đông Hoàng Việt cuối cùng mượn dùng chân linh bất tử đã khôi phục được thân thể nguyên thần và thiên địa pháp tướng. Miệng của y hộc máu, thở hổn hển, lạnh lùng mà nói: "Kẻ này là Diệp Thiếu Bảo, thật to gan, ta không đi tìm hắn, hắn lại dám mò đến đây, tự tìm đường chết mà." "Hắn chết chắc rồi." Đông Hoàng Hàn quát lại một tiếng, Hạo Thiên Chuông đột nhiên úp ngược xuống, giam Diệp Húc vào trong. Cùng lúc đó, Hạo Thiên Kính từ sau đầu Đông Hoàng Sóc bay tới, chặn ở miệng Hạo Thiên Chuông, y lạnh lùng lên tiếng: "Diệp Thiếu Bảo sao? Rất tốt, kẻ này quả nhiên lòng lang dạ sói, thủ đoạn cao minh. E là hiện tại Mục Nhi còn chưa phải là đối thủ của hắn ta đâu. Cùng nhau luyện hóa hắn, vì Mục Nhi diệt trừ một tên đại địch nào." Cong cong cong. Hạo Thiên Chuông rung lên dữ dội, trong chớp mắt trên vách chuông xuất hiện hàng triệu trường ấn, từng cái đều rõ như cả năm bàn tay, ngón tay, vân tay cũng hiện ra hết. Chính là Diệp Húc ở trong chuông kia đưa ra cả 66 bàn tay, thế công như mưa rền, gió dữ, ngay lập tức đã đánh ra mấy trăm vạn công kích. Hạo Thiên Chuông vang lên một trận tiếng răng rắc, trước nhân hoàng chi bảo này phủ đầy vết nứt, suýt nữa thì đã vỡ tan. Đông Hoàng Hàn miệng hộc máu, Diệp Húc liên tục công kích, tuần suất cực nhanh, có thể nói là đệ nhất thiên hạ, đã đánh cho nhân hoàng phân thân ở trong Hạo Thiên Chuông của y gần như là dập nát, chấn động đến bản thể khiến y ngay lập tức bị trọng thương. "Luyện chết hắn ta!" Đông Hoàng Hàn quát lớn một tiếng, từ trong cơ thể lại có một tôn nhân hoàng phân thân hiện ra, y há miệng phun ra một đạo linh khí rót vào trong Hạo Thiên Chuông, chữa trị cho chiếc chuông lớn này. Cùng lúc đó, y vung tay lên đánh tới chiếc chuông đồng. Đông Hoàng Sóc cũng không dám chậm trễ, lập tức thúc giục Hạo Thiên Kính liên kết với Đông Hoàng Hàn cùng nhau luyện hóa Diệp Húc. Trong Hạo Thiên Chuông, Diệp Húc nhìn khắp mọi nơi, chỉ thấy bốn phía Hạo Thiên Chuông có 3000 đại lục. 3000 đại lục của thế giới vô hoang đều được khắc trên Hạo Thiên Chuông, không thể không làm cho người ta cảm thán trước khí phách của Hạo Thiên Đại Đế khi còn trẻ. Chỉ cần cấm bảo này thôi đã hơn xa các vũ sĩ, thậm chí là vua hoàng có chí hướng xưng bá thiên hạ. Vừa rồi hắn công kích mấy trăm vạn lần nhưng lại không thể đánh vỡ được bảo vật này, có thể thấy được Hạo Thiên Chuông chân chính lại càng thêm kinh người. Cấm bảo chi uy so với tứ phòng chế phẩm mà Đông Hoàng Hàn luyện ra này phải hơn không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy một mảnh trời cao, bên trên là đại hỏa vô biên, thái dương chân hỏa. Trong lửa, một mặt trời treo cao trên thương khung, hắn cẩn thận nhìn thì lại phát hiện hình dạng vòng trời trong Hạo Thiên Chuông này giống như đầu của Tam Túc Kim Điểu, mà mặt trời kia thì được Tam Túc Kim Điểu ngậm ở trong miệng. Mà ở dưới chân hắn, Hạo Thiên Kính giống như hư không vô hình, nhìn không thấy đáy. Diệp Húc như đang đứng ở trên hư không, dưới chân lại có một mặt trời. Ở trung tâm mặt trời là thái dương thần quang, ánh sáng chói lọi, hàng ngàn, hàng vạn thái dương thần hỏa, giống như một con mắt to do vô số thái dương thần quang tạo thành vậy. Đây là thái dương thần nhãn, một viên thần nhãn hủy diệt hết tất cả chúng sinh, làm cho người ta không rét mà run. Đông Hoàng Hàn và Đông Hoàng Sóc cùng nhau thôi phát thay món nhân hoàng chi bảo này. Lập tức trong Hạo Thiên Chuông có một luồng ma âm trào ra. Luồng ma âm này phát ra từ miệng con Tam Túc Kim Điểu trên đỉnh chuông kia, chói tai đến cực điểm. Lại có tiếng nổ phát ra từ vách chuông, chỉ muốn thoáng đã chấn cho hư không dập nát, không gian trong chuông đã không còn nữa, vỡ nát rồi lại vỡ nát. Ma âm này có thể dễ dàng chấn chết một gã nhân hoàng đến không thể chết thêm. Mà Hạo Thiên Kính cũng đồng thời phát động thái dương thần nhãn trong mặt trời kia mở ra,
từng cột sáng đặc như nhựa cắt lên, hàng ngàn, hàng vạn đạo đạo thần quang cắt qua, dày đặc như lưới. Diệp Phúc cuối cùng cũng cảm thấy tử vong cách mình gần như thế. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị ma âm và thần quang bao phủ. Mà mảng không gian này bị Hạo Thiên Chuông và Hạo Thiên Kính phong ấn, khiến cho hư không ấn của hắn hoàn toàn vô tác dụng. Hai món nhân hoàng chi bảo này đánh nát hư không, dù có sử xuất ra hư không ấn thì cũng không thể tiềm nhập hư không né tránh đám công kích đó. Hạo Thiên Kính và Hạo Thiên Chuông liên kết lại, cho dù là nhân hoàng đỉnh phong cũng sẽ bị luyện chết chỉ trong khoảnh khắc thôi. Tiểu tử này nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Hai người Đông Hoàng Hàn hợp lực thúc dục hai món nhân hoàng chi bảo. Hung quang chợt lóe ra trong mắt Đông Hoàng Hàn, Đông Hoàng Sóc. Đông Hoàng Hàn gã hung tợn nói: "Dưới sự phong tỏa của hai vị nhân hoàng chúng ta, hắn không có đường trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn bị luyện hóa cho đến chết thôi." "Gia chủ, ngài đi thu kiến mộc thần trượng, để hai người bọn ta luyện chết hắn ta." Đông Hoàng Sóc trong lòng đại định, cung kính nói với Đông Hoàng Việt. Đông Hoàng Việt gật đầu, y biết rõ uy năng của hai món nhân hoàng chi bảo này. Tuy chúng chỉ là thứ phòng chế theo cấm bảo của Đông Hoàng gia, nhưng tiêu tốn không ít tâm huyết của hai vị nhân hoàng này. Nếu y ở thời kỳ toàn thịnh mà bị nhốt trong hai món bảo vật này, lại trong tình huống không có cấm bảo, y cũng không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị luyện hóa thành tro tàn. Tu vi Diệp Húc kém xa thời kỳ toàn thịnh của y, đương nhiên không thể chống lại Hạo Thiên Kính và Hạo Thiên Chuông. Hắn chắc chắn phải chết chứ không thể nghi ngờ. Mà ở trong kiến mộc thần trượng, tu vi của y càng lúc càng khó có thể áp chế nguyên thần của Diệp Húc. Nguyên thần của Diệp Húc dần dần nắm lấy quyền khống chế kiến mộc thần trượng. Chỉ có y tự mình nhập chủ thần trượng thì mới có thể đánh chết nguyên thần của Diệp Húc, bảo vệ cấm bảo bán thành phẩm này. Y đang định lấy kiến mộc thần trượng ra khỏi lòng đất thì đột nhiên nghe tiếng Diệp Húc truyền tới từ bên trong Hạo Thiên Chuông, vẫn nhàn nhạt như cũ, dường như không hề bị chút tổn thương nào vậy. "Các người nghĩ rằng chỉ có Đông Hoàng gia các người mới có vu báo, Diệp thiếu bảo ta thì không có hay sao?" "Diệp Húc ta hoành hành đương thời, trước đây không lâu còn đại chiến một trận với quốc chủ Đại Đường Lý Long Sương. Lý Long Sương tế chấn quốc chi bảo của Đại Đường là Lăng Nghiên Các lên mà cũng chẳng thể làm gì được ta kìa. Nếu các người tế cấm bảo Đông Hoàng gia lên thì còn có thể luyện hóa được Diệp Mỗ. Thế nhưng chỉ là hai món nhân hoàng chi bảo thì căn bản chẳng thể làm gì được ta đâu." Hai món nhân hoàng chi bảo Hạo Thiên Chuông, Hạo Thiên Kính chấn động càng thêm dữ dội. Dường như có một vị thần ma viễn cổ đang cưỡng ép tấn công hai món bảo vật này, định phá bảo mà ra. Đông Hoàng Hàn, Đông Hoàng Sóc kinh hãi trong lòng, vừa vàng toàn lực thúc giục Hạo Thiên Chuông và Hạo Thiên Kính, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được luồng sức mạnh vô cùng mạnh mẽ truyền ra từ trong chuông. Luồng sức mạnh này vô biên vô tận, mênh mông, thật sự là mênh mông như cấm bảo. Tuy không có uy năng khủng bố, có thể chấn áp chư thiên như cấm bảo, thế nhưng không phải thứ mà Hạo Thiên Kính và Hạo Thiên Chuông có thể chống lại. Chỉ thấy Hạo Thiên Chuông càng lúc càng lớn, dường như bị cái gì đó ép cho to ra, dần dần hóa thành một chiếc chuông vàng cao tới hơn 10 dặm. Răng rắc một tiếng, trên mặt Hạo Thiên Kính đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Lập tức có càng nhiều vết nứt xuất hiện. Hai người càng lúc càng kinh hãi, liều mạng thúc giục hai món nhân hoàng chi bảo, đem toàn lực hoàn toàn luyện hóa, giết chết Diệp Húc trước khi hắn phá bảo xông ra. Lúc này, vết rạn nứt trên Hạo Thiên Kính càng lúc càng nhiều, chi chít như một tấm mạng nhện tàn phá. Mà Hạo Thiên Chuông thì càng lúc lại càng lớn, đã cao tới mấy trăm dặm, bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Hai người cảm thấy như kẻ ở trong chuông không phải là Diệp Húc mà là một lục địa đang bành trướng ra, chen cho nhân hoàng chi bảo của bọn họ ầm ầm phá nát, thậm chí áp bách đến trên người bọn họ, khiến cho thất khiếu của bọn họ phun máu. Đông Hoàng Việt thấy thế, trong lòng hoảng sợ. Tiểu tử này có cấm bảo hoặc là bảo vật khác có thể so với cấm bảo trong người, xem ra chỉ có dùng cấm bảo kia mới có thể giết chết được hắn ta thôi. Y không hề chần chừ mà lập tức triệu tập cấm bảo của Đông Hoàng gia. Lần này luyện chế kiến mộc thần trượng, bọn họ đã sớm đoán được kiến mộc thần trượng sẽ thành cấm bảo bán thành phẩm, tất nhiên sẽ hấp thu địa khí khiến cho đất đai sụt lún, cho nên bọn họ không luyện chế ở trong thang cốc gần Đông Hoàng thế gia mà luyện chế ở nơi đây, tránh cho thang cốc bị sụp lún. Bọn họ cũng không mang cấm bảo theo, dù sao trong lục địa Lương Phường này chỉ có một thánh địa Đông Hoàng thế gia, chưa có kẻ đuôi mù nào dám to gan trêu chọc Đông Hoàng gia. Nhưng lúc này Đông Hoàng Việt đã có chút hối hận vì sao mình không mang theo cấm bảo mà đến, nếu không thì cũng không chật vật đến như thế này. Trong Đông Hoàng gia, một chiếc chuông trông cổ xưa bắt đầu từ từ sống lại. Uy năng của cấm bảo trong phút chốc tràn ra như nước, khuếch tán đến toàn bộ lục địa Lương Phường. Món cấm bảo này chậm chậm bay lên, từ từ chuyển động. Uy năng của nó càng ngày càng mạnh, càng ngày lại càng lớn.
con cháu, trưởng lão của Đông Hoàng gia đều bị uy năng của cấm bảo sống lại này làm cho kinh động, đều ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chỉ thấy món cấm bảo này bao phủ toàn bộ thang cốc, chỉ có thể nhìn đến trên không trung có những đại lục, mà ở trên đại lục có tam túc kim điểu miệng ngậm mặt trời lơ lửng bên trên bầu trời. Oanh! Hạo thiên chuông của Đông Hoàng Hàn và hạo thiên kính của Đông Hoàng Sóc đột nhiên đồng loạt vỡ nát. Hạo thiên chuông chia 5 xẻ 7, mà hạo thiên kính trực tiếp bị nghiền thành phấn. Hai người này miệng hộc máu, bị dư ba sinh ra do hai món nhân hoàng chi bảo kia bùng nổ đánh bay. Năng lượng trong hư không dao động, một tòa lâu 15 tầng lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Tuy không phải là cấm bảo, thế nhưng lại tản mát ra năng lượng khủng bố như là cấm bảo vậy. Đây chính là ngọc lâu 15 tầng của Diệp Húc. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 142 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.